Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trường tiểu học ở Tiểu Cần, Trà Vinh. Thì ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu từ cái trường tiểu học này chạy tới ngay chỗ tạp nhảy Tiểu Cần, Trà Vinh để giới thiệu với mọi người một căn nhà đang cần được rao bán. Từ đây chạy tới căn nhà cần được rao bán nó khoảng 3 cây số nữa ha. Cái này là trung tâm huyện Tiểu Cần luôn rồi. Và những ai đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà ở Tiểu Cần thì hãy liên hệ trực tiếp số hotline của chủ nhà 0977741416 hoặc là liên hệ với mình qua Zalo 0909840707 để chúng ta xem nhà và gửi giấy tờ cho mọi người cũng như là gửi định vị cho mọi người xem luôn. Sau đó nếu được giá thì chúng ta cứ việc gặp trực tiếp chính chủ mua căn nhà này trong vòng một nốt nhạc. Thì căn nhà này cũng tương đối khá là rộng luôn mọi người. Bề ngang của nó được tới 20 mấy mét lận. Chiều sâu vô thì nó tương đối ít nhưng mà chiều ngang của nó được tới 20 mấy mét. Nằm trong khu vực dân cư đông, điện nước đầy đủ. Gần chợ, gần trường học và gần trung tâm huyện Tiểu Cần cũng như là cách công ty Dày Da Mỹ Phong khoảng 3 cây số độ lại. Đó, cũng tương đối khá là gần ha. Cho nên những ai muốn mua và muốn sở hữu căn nhà này thì hãy liên hệ nhanh gọn lẹ để chúng ta có một cái giá chốt thật là chuẩn xác nhất. Và thêm một điều nữa, ai đang muốn review quảng cáo đất đai như thế này thì một cái clip mình làm như thế này dao động từ 500 cho tới 1 triệu đồng. Có người thì hỏi mình bán lẹ hay không mà lấy 500 1 triệu, xin thưa nếu mọi người cho cái giá cần tiền thì đảm bảo với mọi người trong vòng 1 phút 30 giây là có người chốt liền căn nhà của mọi người rồi. Nếu mà giá rẻ thì đảm bảo bán rất là lẹ luôn mọi người. Đừng có cho cái giá ảo ha. Cho cái giá mà vừa túi tiền người ta mua thì đảm bảo bán rất là lẹ. Tại vì có những căn nhà mà mình đi nhận á, mình đi quay á, mà mình không cần đăng đâu là mình kêu người mua luôn rồi, kêu chủ đầu tư của người mình mua luôn rồi. Tại vì giá của nó tương đối khá là rẻ và vừa túi tiền để người ta đầu tư có lời thì người ta sẽ mua rất là lẹ. Đó. Và trở lại với căn nhà cần bán thì mình xin nhắc lại một lần nữa ha, số điện thoại chủ nhà. Một hồi nữa mình có để trên video gặp chồng hoặc là gặp vợ luôn cũng được nữa. Số điện thoại của vợ là 0977741466. Còn số điện thoại của anh chồng là 0332196730. Muốn gọi cho ai thì gọi, còn muốn gọi cho mình thì cứ việc 0909840707. Alo, đi review đất 5 xị. Alo, đi quảng cáo đất 5 xị hoặc 1 triệu. Nà, hoặc là alo, nhà này bán giá nhiêu? Cô muốn mua giá nhiêu? Ok, sẵn sàng chiều mọi người hết trơn. Trả giá dùm mọi người luôn hoặc là liên hệ trực tiếp chủ trước đi để mình biết được cái giá chủ kêu bao nhiêu, kêu có chính xác hay không và muốn bán bao nhiêu. Mọi người muốn mua bao nhiêu, cái việc trả mình trả giá cho mọi người, biết đâu nhờ môi giới mua được giá rẻ và biết đâu điện thoại ngay chủ chúng ta lại mua được nhà giá hời như thế nào. Thì nó cách lộ nhựa này nó khoảng 200 mét thôi. Nhà của chúng ta thì cách nhựa khoảng một con kinh và đã có làm cái cây cầu đi qua kinh rồi. Và nó cách chợ trường học. Nói chung là cách trường học á, trong bán kính khoảng 1 km đổ lại, gần trung tâm huyện Tiểu Cần, cách trung tâm huyện Tiểu Cần khoảng 1 cây rưỡi cho tới 2 cây số. Rồi, bây giờ đã tới cái căn nhà cần rao bán rồi. Thì bây giờ xin mời mọi người nhìn xung quanh trước ha. Xung quanh này thì nhà người ta tương đối đông. Nhà người ta tương đối rất là đông luôn. Đây, xung quanh nhà ở dân cư đông. Đó, có làm sẵn cây cầu bước qua rồi. Đó, nhìn đó, không quay xung quanh ha, rất là mát luôn nha mọi người. Bước qua cây cầu là tới cái căn nhà rồi, chạy xe vô nhà luôn một cách vô tư. Trong nhà đậu cho mày cả chục chiếc xe cũng được nữa, tại vì nó khá là rộng luôn. Nhà này thì có được 2 phòng ngủ cộng với một cái phòng mà ngay chỗ cái phòng khách á, nó ngăn ra làm thêm cái phòng nữa cũng được. Và bên kia thì có thêm một cái chỗ để hớt tóc luôn và có thêm một cái sân phơi đồ nữa, tại vì cái mặt tiền ngang của nó tới 20 mấy mét, 23 24 mét gì đó. Cho nên tương đối khá là rộng nha mọi người. Gần chợ, gần trường học, khu vực dân cư đông nữa. Mua xong muốn ở, muốn làm gì hay làm tùy thích thôi, tùy sở thích của mọi người. Trả giá mua được thì cứ việc mua. Xin nhắc lại số điện thoại chủ nhà 0977741466 và số điện thoại của chồng chủ nhà là 0332. Xin nhắc lại ha, 0332 196730. Còn giá thì chủ nhà hiện tại đang kêu căn nhà này là
750 triệu cho một căn nhà hơn 200 m², hình như mình nhớ không nhầm là 246 m² hay là 264 m² gì đó, đất cây lâu năm. Mặt tiền được tính từ ngay chỗ cái cục điện đó đó, cái cục điện bên phía bên tay phải màn ảnh nhỏ đó, sát góc luôn ha, sát cái lưới gào B40 luôn. Đo ra lúc mị bên đây là 20 mấy mét, 20 mấy mét ha. Chiếc xuồng này là của chủ nhà luôn, mua nhanh mua gọn mua lẹ tặng luôn chiếc xuồng đó. Mua nhanh mua gọn mua lẹ nha, mới tặng luôn chiếc xuồng đó. Căn nhà này mọi người nhìn thấy nó khá là rộng ha, thì trong cái phòng ngủ thì có đóng la phong, còn ở phòng khách thì đóng cái miếng chắn nắng nè mọi người đó. Rất là mát luôn ha. Mình quay cái nhà này là quay tầm cái giờ là 2 giờ mấy 3 giờ á, nhưng mà cái nhà này nó thuộc hướng mát, thành thử ra nắng nó không có chiếu vô nhà. Tặng cho mọi người cái bàn ghế đá luôn nè, nếu mọi người mua nhanh lẹ đó. Đó, đây cái bức tường này là cái ranh giới ha, đu đủ thì quá trời trái, xài trái nhóc, dừa đồ trái nhóc. Đây hai phòng ngủ, một phòng khách, bên kia có cái chỗ hớt tóc luôn. Mua xong ai mà thành nghề hớt tóc á, mở ra tiệm hớt tóc luôn cũng được nữa. Nè, tại vì chủ nhà là chuyên về hớt tóc và nấu đám. Đó. Thì mình xin nhắc lại cái giá chủ nhà đưa ra là 750 triệu. Thương lượng trực tiếp chính chủ thông qua số chủ nhà 0977741466. Hoặc là số điện thoại chồng chủ nhà 0332196730. Hoặc liên hệ với mình qua Zalo 0909840707, mình sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và giá cả luôn, cũng như là nhận review quảng cáo đất đai nhà cửa như thế này và tất cả những hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Nếu cần làm cứ việc alo mình, ví dụ như sang tên tách thửa nhận làm trong khu vực Trà Vinh thôi nha, sang tên tách thửa nè, mất giấy tờ đất làm lại luôn đó, hoặc là sổ đỏ đổi qua sổ hồng, hoặc là từ đó tới giờ mua mà chỉ có cái ví dụ như là mua 1900 hồi đó đó, chỉ có cái giấy tay thôi, bây giờ làm lại sổ đỏ nhận làm luôn đó. Tách thửa gộp thửa khó cỡ nào mình vẫn làm ok mọi người, tùy theo cái giá mọi người có cho chịu chi hay không thôi. Làm tất tần tật các vấn đề liên quan đến sổ sách nhà đất Trà Vinh đó, thì mình xin nhắc lại ha, các vấn đề liên quan đến giấy tờ nhà đất Trà Vinh, ví dụ như gộp thửa tách thửa sang tên chuyển nhượng đó, lên thổ cư mất sổ, mua đất giấy tờ tay, đổi sổ hồng, đổi sổ đỏ sang sổ hồng, nói luôn là tất tần tật các vấn đề về đất đai đó, nhận quảng cáo review đất luôn, muốn bay lại cam cho mọi người luôn, nhưng mà giá bay lại cam thì nó sẽ khác ha. Rồi không còn gì để chia sẻ nữa, xin nhắc lại một lần nữa, giá chủ nhà kêu là 750 triệu. Số điện thoại chủ nhà 0977741466, gặp chị Phượng là vợ hoặc là gặp anh chồng luôn, mình kêu bằng anh ba đó, là 0332196730, hoặc liên hệ mình qua Zalo 0909840707, gửi giấy tờ đất, gửi định vị và cái giá mọi người muốn mua luôn. Đây chủ nhà thì làm nghề hớt tóc và nấu đám luôn ha. Đây nồi niêu son chảo là biết dân nấu đám rồi đó mọi người. Cái hông bên đây là của mình luôn, bên đây có một cái nhà vệ sinh luôn, sân này để dành phơi đồ là bao xịn luôn nha mọi người. Rồi không còn gì để chia sẻ nữa, nếu mọi người cảm thấy giá cả hợp lý, hợp tình hợp nhãn thì cứ việc gọi ngay số hotline đó, hoặc là gọi ngay số điện thoại của hai vợ chồng chủ nhà luôn để liên hệ trực tiếp mua căn nhà này, giá 750 triệu, tổng diện tích hơn 240 mấy 50 mấy m² gì đó. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc mọi người đầu tư sinh lời, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.